30 giây dành cho quảng cáo đó chính là thế hệ iPhone 12 series năm nay thì đã loại bỏ đi cái củ sạc. Chính vì vậy nếu như các bạn quan tâm đến những chiếc cái củ sạc hỗ trợ sạc nhanh thì có thể tham khảo tại Anker. Link thì mình sẽ để cho các bạn ở phía phần mô tả nhé. Cháu bạn mặc dù bị rò rỉ rất nhiều trước khi ra mắt nhưng mà sức hút của sự kiện Apple 2020 này không hề có dấu hiệu thuyên giảm nhờ những cái cải tiến mang tính vượt bậc trên thế hệ iPhone 12. Ngay sau đây thì hãy cùng mình điểm lại những cái điểm nhấn không thể bỏ qua trên thế hệ iPhone mới này nhá. Đầu tiên không thể không kể đến đó chính là về phần thiết kế. Thiết kế của chiếc iPhone 12 series năm nay thì sẽ có thiết kế không quá khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm, vẫn là màn hình tai thỏ ở mặt trước, mặt lưng kính cùng với cụm camera hình vuông ở mặt sau. Tuy nhiên thì Apple cũng đã có một sự thay đổi rất lớn về phần viền, khi mà iPhone 12 thay vì bo cong như những thế hệ trước thì nó sẽ làm vắt phẳng giống như những chiếc iPad Pro 2020 hay là những chiếc iPhone 5 trước đây. Bên cạnh đó thì màn hình cũng sẽ được phủ thêm một cái lớp nữa, đó chính là Apple gọi tên là Ceramic Shield, giúp bảo vệ cũng như là chống va đập một cách tốt hơn. Ngoài ra thì Apple cũng mang đến một màu sắc mới mà hứa hẹn nó sẽ rất hot ở thời điểm đầu, đó chính là màu xanh biển, Apple gọi với cái tên vô cùng mỹ miều, đó chính là Pacific Blue. Tiếp theo về phần màn hình thì đây sẽ là điểm tuyệt vời nếu như các bạn quan tâm đến những chiếc iPhone thấp, ví dụ như iPhone 12 mini hay là iPhone 12. Khi mà Apple đã khai tử màn hình LCD trên những phiên bản thường, thay vào đó thì Apple sẽ trang bị màn hình là OLED, giúp màn hình viền nó sẽ mỏng đi 11% và độ sáng sẽ tăng lên là 16%. iPhone 12 mini sẽ là chiếc smartphone nhỏ nhất và mạnh nhất thế giới với màn hình chỉ là 5,4 inch, trong thiết kế tổng thể còn nhỏ hơn cả chiếc iPhone 6. iPhone 12 và iPhone 12 Pro sẽ có kích thước màn hình là 6,1 inch. Và cuối cùng đó chính là iPhone 12 Pro Max sẽ được nâng cấp lên màn hình là 6,7 inch. Tất cả màn hình này thì đều được trang bị cái công nghệ đó chính là haptic touch. Tiếp theo, tất cả iPhone năm nay đều hỗ trợ mạng 5G tốc độ cao, chạy con chip Apple A14 nanomet đầu tiên trên thế giới. Ngoài ra thì cái cải tiến lớn nhất, đáng kể nhất trên thế hệ năm nay đó chính là về phần camera, khi mà Apple sẽ nâng cấp cái khẩu độ camera chính từ f/1.8 lên f/1.6, từ đó mang đến khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn trên tất cả những chiếc iPhone 12. Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là thế hệ iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ có sự hỗ trợ của ống kính telephoto và cảm biến LiDAR, hỗ trợ quét vật thể 3D cũng như là quay cái video AR tốt hơn. Với iPhone 12 Pro thì đây sẽ là smartphone đầu tiên trên thế giới hỗ trợ quay video 10 bit HDR đạt chuẩn là Dolby Vision, hỗ trợ cái ở cái mức đó chính là 4K 60 frame. Thực sự đây là một con số rất ấn tượng. Bên cạnh đó thì Apple cũng ra mắt Pro RAW, giúp cho những người dùng chuyên nghiệp có thể tận dụng iPhone 12 để có thể sáng tạo nghệ thuật một cách tuyệt vời hơn. Đặc biệt hơn nữa, không chỉ hỗ trợ chống rung ở trên ống kính thì với iPhone 12 Pro Max còn hỗ trợ chống rung ngay cả trên cảm biến. Ngoài ra thì khả năng zoom cũng sẽ được nâng cấp lên 2,5 thay vì là 2 như là những phiên bản trước đây. Tiếp theo, không ngoài dự đoán thì năm nay Apple tiếp tục hút máu người dùng khi mà họ đã chính thức loại bỏ tai nghe và củ sạc trong hộp đựng. Tức là khi mà chúng ta mở hộp ra ấy, thì chỉ có máy và một chiếc cáp C to Lightning mà thôi. Cuối cùng, về phần giá bán và ngày ra mắt thì iPhone 12 series sẽ có mức giá không thay đổi quá nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, với mức giá khởi điểm là $699 cho chiếc iPhone 12 mini với phiên bản tiêu chuẩn đó chính là 64GB và $999 cho phiên bản iPhone 12 Pro với bộ nhớ trong khởi điểm đó chính là 128GB. Và lưu ý, đây là mức giá ở bên Mỹ, chứ còn về Việt Nam như thế nào thì các bạn có thể tham khảo tại sunstore.vn. Về ngày mở bán thì iPhone 12 và iPhone 12 Pro sẽ chính thức được đặt hàng vào ngày 16 tháng 10 tới đây. Còn iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max sẽ được bán chậm hơn, đó chính từ ngày là mùng 6 tháng 11. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những cái điểm nhấn ấn tượng nhất trên thế hệ iPhone 12 series này. Vậy thì các bạn ấn tượng nhất với chiếc iPhone nào thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye.